không chờ đâu, lui xe kịp đi bà, lui đi. Cả bên kia nó lui ô tô này hết đấy. Xe máy xuống đi. Nguy hiểm quá. Ô, lấn đây, lui anh cái xe lại thì phải lấn đây. Lui xe đi, cả bên kia đâu kia. Chết rồi. Cả bên kia đâu kia. Lui ô tô đi, cả bên kia đâu, ôi rồi. Lấn đây. Lui ô tô đi. Hoan đây lên lui xe anh lại cho Hoan ơi. Không chờ đâu, lui xe kịp đi bà, lui đi. Cả bên kia nó lui ô tô này hết đấy. Hảo gì bây giờ sáng ở đâu được, lui ô tô đi. Lui cả hai xe lại đây, tăng 6 lui đi, đang cả mảng kia luôn kìa. Nhanh lui lại đi. Cả mảng luôn đi, lui đi, khẩn trương đi, cả mảng bên này luôn đi. Xe đi rồi. Thôi rồi. Chết rồi, làm nào bây giờ? Ôi xong rồi. Lui xe lại hết rồi, cả mà hết rồi. Ơi, đứng vào xong rồi. Ôi xót thế. Chết rồi. Sao? Ôi. Không biết làm nào, nhìn thế này. Ôi ôi, lui lại đây, lui xe lại hết cả đây. Cả bên đây rồi đây. Nó đừng có lăn là được. Lật rồi. Kiểu này là lật. Em mà lui xe lại rồi, đi bên cả bên kia rồi đấy. Xuống trước cái đẹp. Không, nó đít xuống rồi đấy. Rồi, cái đít xuống được rồi. Nó không lật rồi. Ừ, cho đít xuống trước thì tốt. Mắc vào kia rồi, mắc vào cái cây kia rồi. Mắc này, tụt xuống hẳn dưới kia đẹp hơn. Sợ tí nó... Yên tâm, cao số lắm. Con trai kia, con trai kia. Máy này con xuống từ từ nhỉ. Đúng rồi, máy xuống từ từ con cầu được. À kia sợ nó mắc đít được kìa. Đúng rồi, sợ mắc đít. Không mắc đâu, xuôi đấy nó mắc đâu. Rồi, con xa quá. Xa mang ra rồi xuống này. Đấy, đến. Ôi ôi. Đấy, mắc cây. Vẫn tụt xuống à. Được, có xuống như kia là băng rồi đúng không? Vâng. Máy nó không đổ xuống kia là băng rồi. Máy nó không lật. Hết đường đi luôn rồi. Đèn. Hả? Xong rồi thì phải cầu rồi. Máy nó chạy dùng như kia là băng em ạ. Nó không xuống từ từ. Ở những cái đất ở trên này như này gì mà nó không lở. Bây giờ là thôi rồi, lại một nửa là ở đấy thôi. Bây giờ làm sao mà đi được nào? Bây giờ nó đầy hết xe. Trời ơi, đầy xe đấy, cho nên nó tràn vào luôn, đầy ắt xe tới, luôn đấy. Tới kia là không đi được nó nữa. Nó mắc xe luôn, nó tràn lên đầy luôn hết đấy. Nó vẫn còn xuống mà. Vừa cái xe này là khả năng mình cũng đi đấy. Gãy rồi. Ôi dồi, xót nha. Xuống kia nó hẹp quá. Xuống kia hẹp quá chắc. Khả năng mắc đây là nó ruột lấp hết em ạ. Nó vẫn tụt đấy. Hả? Nó vẫn đi đấy. Mắc đây là đấy, nó... đang trượt, vẫn đang trượt. Xót thế. Đấy, ui ôi. Nó đè bẹp. Móc hết. Cầu được nhưng bây giờ trời đất nó vùi hết. Cái này xe
nhất là mặt bằng để làm hết cái đường này. Em cung trường mà lại không để cái thôi bây giờ thì này này, mọi người nghe nhá. Ai ở bên đấy thì cứ ở bên đấy thôi. Bây giờ chị Thược lo cái phần đấy là mọi người quay ra ngoài ăn trưa ở ngoài đấy. Ăn trưa ở ngoài đấy. Còn bây giờ có gọi vào để làm cái này thì phải đến chiều. Thế còn sẽ gọi có xe vào đây để gạt mọi người đi ăn trưa tiếp.